Chào mừng Đại hội Đạm bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 tại thành phố Hạ Long đã diễn ra giải bóng đá học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, hội khỏe phụ đồng lần thứ 9 năm 2016 khu vực 1. Tham dự giải có hơn 300 nam nữ vận động viên học sinh ba cấp học của 7 địa phương là Hạ Long, Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Bồ, Đầm Hà, Ba Chẽ và Vân Đồn do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long là bảng trưởng. Các đội bóng thi đấu ở bốn nội dung là bóng đá nam, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và bóng đá nữ trung học phổ thông để giành các giải thưởng và hai tấm vé đầu bảng vào dự vòng chung kết giải bóng đá hội khỏe phù đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9 được tổ chức tại thành phố Hạ Long vào trung tuần tháng 3 năm 2016. Qua các trận đấu sôi động từ vòng loại đến vòng chung kết ở các nội dung thi đấu bóng đá nam tiểu học và bóng đá nữ trung học phổ thông tại nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh và bóng đá nam trung học cơ sở và trung học phổ thông tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Hạ Long với thành tích xuất sắc giành tất cả các giải nhất ở bốn nội dung. Thị xã Đông Triều đã giành giải nhất toàn đoàn, thứ nhì là thành phố Hạ Long và thứ ba là thị xã Quảng Yên. Qua kết quả thi đấu, ngoài bốn đội của thị xã Đông Triều, ban tổ chức đã chọn được bốn đội bóng thứ nhì đại diện cho khu vực 1 và vòng chung kết là Ba Trẻ khối tiểu học, Đầm Hà khối trung học cơ sở, Quảng Yên khối trung học phổ thông và nữ trung học phổ thông là Vân Đồn.